Anh Trinh xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình hội thoại của VTV Houston 55.2. Và hôm nay thì bên cạnh của anh Trinh có hai người bạn trẻ, đó là Thùy Trinh, một xứ ngôn viên của VTV mà quý vị thường bắt gặp trong chương trình đọc news hàng ngày cũng như những show. Và kế bên nữa là Trang. Trang đây là một thành viên của trong United Healthcare, cũng là một cái đơn vị mà đã tài trợ chính cho cái chương trình của Trung Thu năm nay. Thì trước nhất thì anh Trinh mời hai người bạn trẻ gửi lời chào đến quý khán thính giả. Thùy Trinh xin kính chào quý khán giả của đài VTV Houston 55.2. Chào chị Anh Trinh cũng như chào chị Đan Trang. Dạ, Trang xin kính chào quý vị khán giả của đài 55.2 VTV. Em cũng chào chị Trinh, cũng chào hai chị Trinh luôn. Vâng, thưa quý vị, năm nay thì giống như hàng năm thì VTV luôn luôn là một đài truyền hình mà luôn luôn quan tâm tới những sinh hoạt của cộng đồng xã hội, vừa cho người lớn cũng có và vừa cho con nít cũng có, coi như là nhiều thành phần khác nhau của cộng đồng mình. Thì Trung Thu là một cái lễ Tết, phải là một Tết mà Việt Nam mình trước đây gọi là Tết Nhi Đồng. Mà cái tên gọi quen thuộc là Tết Trung Thu, nhưng mà không phải riêng Việt Nam mình không, mà là còn là một cái Tết mà ở nước Nam Hàn cũng có tổ chức, hầu như là những nước Đông Nam Á. Thì Trung Thu có nhiều truyền thuyết khác nhau lắm quý vị, phát từ đời nhà Đường và có cái tích khác nhau. Còn ở Việt Nam mình thì có là hậu nghệ với lại chị Hằng Nga, mà chúng ta biết là chú Cụi với lại chị Hằng. Thì riêng một cái Tết cũng thật là rộn ràng, không khác gì Tết Nguyên Đán, chỉ có cái là hình thức vui chơi dành cho trẻ em nhiều hơn và thức ăn cũng sẽ khác hơn, là đặc biệt có đặc trưng là bánh Trung Thu. Thì thưa quý vị, để đi vào chi tiết của chương trình thì anh Trinh phải nhờ trước nhất là Thùy Trinh có thể chia sẻ là chương trình mình năm nay Tết Trung Thu của VTV có những điểm nào đặc biệt không, mà chị thấy cái chương trình nó dài vô cùng, thấy nó hấp dẫn vô cùng. Và thưa chị anh Trinh cũng như Đoan Trang, mỗi năm thì cứ hàng năm mà tới Tết âm lịch á, là trong đó có một cái ngày lễ Tết mà con nít cứ nôn nao luôn, nôn nao để mong tới cái ngày lễ Tết là được, nào là được tặng quà nè, được phá cỗ, hay còn gọi là được phá cỗ, là cũng là cái cách gọi mà các em bé được ăn bánh kẹo đó. Cho nên là các em cứ nôn nao đợi tới để được rước đèn, lồng đèn kéo quân, rồi chơi múa lân, chơi múa sư tử. Và năm nay cũng như là theo truyền thống thì hàng năm VTV cũng sẽ tổ chức chương trình Trung Thu với chủ đề Trung Thu Sum Vầy 2015, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2015 từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối tại đài VTV 9798 Bel Air Boulevard Suite E, Houston, Texas 77036. Và khi mà nói đến chương trình Trung Thu mà Tết Thiếu Nhi thì chắc chắn là mình sẽ có một cái chương trình rất là hấp dẫn, phải không các chị? Dạ, và chị Đan Trang có thể chia sẻ thêm. Dạ thưa quý vị và thưa chị Thùy Trinh, thì đối với lại Tết Trung Thu á, thì thật ra đối với tuổi như chị em mình thì mình vẫn còn nhớ cái ngày xưa khi mà mình chơi Trung Thu, đúng không ạ? Đó là một điều em nghĩ khi mà lớn lên đó là một điều may mắn với chị em mình, bởi vì mình có một cái kỷ niệm còn khi còn bé, khi còn bé thơ. Nhưng mà riêng đối với các em ở đây á, các em được sinh ra bên Mỹ hay các em có cái văn hóa nó cũng đã khác đi rồi, cho nên việc mà giữ gìn được cái văn hóa người Việt cũng như biết được Trung Thu là gì và phá cỗ Trung Thu như thế nào, lồng đèn ra làm sao, chơi như thế nào, thì đó quả là một cái thách thức đối với lại cái cộng đồng Việt Nam của mình. Và thực sự đối với em, khi mà VTV nói đến mình phải làm một lễ Trung Thu, đã làm hàng năm rồi, năm nay cũng muốn tiếp tục làm như vậy, thì đó quả là một cái điều vinh dự rất là lớn để mà United Healthcare có thể đến và hỗ trợ không chỉ về cộng đồng mà còn mang ý nghĩa về truyền thống cũng như là giữ gìn được cái nét văn hóa trong cái cộng đồng của mình nữa. Mà ngoài cái cách mà mình giữ gìn được cái nét văn hóa đó, thì khi mà mình VTV có mục đích ý định muốn tổ chức chương trình Tết Trung Thu là cũng để nhắc nhở luôn cho các em là cho dù mình ở nơi đâu thì những cái ngày lễ Tết cổ truyền của dân tộc Việt thì mình cũng không bao giờ mình quên. Dạ, đó. Vâng, trên tinh thần đó thì quý vị biết là VTV luôn luôn quan tâm, nhất vừa rồi là có một cái chương trình Back to School cũng là quan tâm tới các em. Và như lời của Trinh nói cũng như là lời của Trang nói thì quý vị thấy là chúng ta phải là những người để giúp cho các em giữ gìn những cái nét văn hóa độc đáo của quê hương mình, để các em còn nhớ nguồn cội của mình về những cái tập tục rất là dễ thương. Thì bây giờ lý do gì sao mà như Thùy Trinh nói là có nhiều cái món quà hay là cái gì mà anh Trinh thấy á, là nó rất là nhiều, rất là nhiều dịch vụ, nhiều các hoạt động mà giải trí cho các em. Và chắc chắn là khi mà chị Đan Trang chia sẻ là các bé thích lắm, mê lắm. Dạ đúng rồi, cho xin phép được là khi mà các em đến đây thì dĩ nhiên là các em đến không thể đến một mình rồi, có đến với lại bố mẹ hoặc là ông bà hoặc anh chị. Thì khi quý vị đến đây đó là cả gia đình chúng ta có một ngày là sum vầy, một ngày để mà vui chơi. Cái chương trình do đó nó trải dài ra và nó có nhiều các
cái hoạt động khác nhau. Thứ nhất là cho các em bé, bởi vì đây là ngày trung thu cho nên là chúng ta sẽ có thứ nhất là trò chơi bong bóng, quý vị, bong bóng mà chúng ta sẽ xếp thành những hình con này những con kia, thú, dạ, những hình thú rồi bông hoa rồi vương miện cho mấy đứa bé. Nói chung là tùy các em thích cái hình nào thì sẽ có artist, sẽ có những cái người họ nghệ nhân họ đến họ làm cái hình bong bóng như vậy cho các em. Thì thưa quý vị, thật ra đó, quý vị sẽ thấy rất ít khi nào các em có được cái niềm vui như vậy khi mà nhìn trong ánh mắt các em mà các em chơi được những bong bóng như vậy á, rất là ít. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có cái trò chơi để mà giống như là vẽ mặt hoặc dán hình. Thì dán hình cho các em nó cũng giống như vẽ mặt fan space painting vậy ạ, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Các em sẽ có những cái hình con thú ngộ nghĩnh nó trên mặt hoặc là trên tay. Giống như mấy cái hình giống như giống trên xong hình giống giả. Chị cắt lời dân xíu hơn, như người lớn như mình thì có được dán hình xong được không? Muốn những người mà phải xếp hàng tại vì bên nước ưu tiên chứ. Dạ, nhưng mà nó cũng là một trong những cái tập tục của Việt Nam mình, chị. Thì chị chị biết thì Việt Nam mình cũng là một trong những cái đất nước mà có cái truyền thống về xăm mình trước đây để mà tránh thuồng luồng khi mà mình đi bắt cá hoặc là bắt nước dưới sông. Thì cái đó cũng là một trong những cái mình tái hiện lại. Bây giờ mình sẽ không có những cái hình xăm thuồng luồng hay là những hình xăm như vậy nữa, mình sẽ xăm cái hình nó đẹp hơn. Các cô bé nè sẽ có hình xăm công chúa cho các em nè, hình xăm con bướm bướm nè, các cậu bé thì sẽ có hình xăm như là bé Man hay mình xăm những cái nhân vật như là Avengers hoặc là những cái hình siêu ngôi sao siêu nhân nha, đúng rồi, hoặc là sắp tới là Batman versus siêu nhân. That's right. Ok, sẽ có hai cái đó. Rồi tất cả những cái hình xăm như là Minion, mấy cái con thú vàng nhỏ nhỏ cho các em nữa, thì các em sẽ thấy đó là rất là vui khi mình đến mình chơi. Các em có thể tự xăm cho mình hoặc là các anh chị đây sẽ giúp các em xăm lên. Thì nó temporary thôi, nó không có, nó không giữ lâu nhưng mà nó sẽ rất là vui. Và bên cạnh đó nữa thì mình sẽ có một cái gian hàng mà các em sẽ sau khi các em được bong bóng rồi được xăm hình thì các em sẽ có bánh ăn popcorn và popcorn để ăn. Rồi mà trời nắng nóng thì có nước nào được uống nước có hoặc là yogurt hoặc là làm snow cone cho các em. Thì lúc đó các em sẽ đến các em chọn, thì snow cone thì nó sẽ vui hơn bởi vì các em có quyền chọn những cái vị mà mình thích, thì lúc đó các em cũng sẽ có snow cone để ăn nữa. Nghe chị Trang chia sẻ mà giống như là mình cũng thấy hào hứng mà muốn, mình cũng nôn tới ngày đó. Thấy các em là ngoài cái chương trình để các hoạt động để được giải trí mà được có những hình xăm đẹp dễ thương, rồi còn chơi bong bóng với đủ màu sắc cầm trên tay vẫy vẫy, đúng rồi, vừa vui mà còn lại được còn ăn popcorn với uống nước yogurt nữa, rồi còn gì bằng. Rồi có quà trung thu không vậy? Đâu, chị ăn cái nhắc đó, thì mới đó là save the best for last. Chị cái gì mà hay nhất, đẹp nhất mà phải để dành lại cuối cùng nó mới là. Khi mà nói tới chương trình Tết Trung Thu là Tết truyền thống văn hóa, thì đài Ven TV cũng sẽ có những cái bộ quần áo truyền thống để tặng cho 25 em đầu tiên. Và khi quý vị tới thì là người nào tới trước sẽ được trước và sẽ ghi danh để tới đúng giờ thì chúng tôi sẽ phát những bộ áo truyền thống. Chị Trang có thể cầm lên để đây, chị ăn trên cái show này. Cho tất cả mọi người được coi. Quý vị thấy là hồi nãy là chị Trang, Đoan Trang nói mà anh Trinh nghĩ là mọi người đến chắc bu hết Đoan Trang quá, thành ra bây giờ mình cũng xí lại phần mình, xí lại chút xíu. Thưa quý vị, thì là có áo dài khăn đống là chị Đoan Trang cầm, còn chị anh Trinh thì có bộ tứ thân nhìn rất là dễ thương xinh xắn, còn đây còn bộ bà ba của những người cô bé miền Tây nữa. Thưa quý vị, thì hôm đó là các em tới là được ăn, được chơi và các hoạt động giải trí, thì quý vị cũng hãy dẫn con em mình đến tham gia chương trình. Nhưng mà Thùy Trinh ơi, chị lại thấy đặc biệt không? Hôm nay á thì mọi người ngạc nhiên là tại sao lại có cô Đoan Trang của United Healthcare nữa. Tất nhiên là chương trình bảo đảm chắc có cái gì về sức khỏe quá. Khi mà nói tới United Healthcare thì chắc chắn là mình phải có một vài cái dịch vụ về y tế, thì chị Đoan Trang có thể chia sẻ. Dạ vâng, cũng xin chia sẻ tiếp. Như nãy Trang có nói với quý vị là gia đình mình đi có các em thì các em là được ưu tiên rồi. Thì quý vị phụ huynh đưa các em đi cũng có dịch vụ, mình sẽ có dịch vụ khám sức khỏe, đúng không ạ? Thì chị Thùy Trinh sẽ nói rõ hơn cho quý vị. Mình sẽ có các dịch vụ về ở bên xin lỗi, bên Walgreens họ sẽ cho quý vị cái 100 người đến trước thì sẽ được cái flu shot. Thì thưa quý vị, đang cái mùa này, tức là cái giao mùa từ mùa hè sang mùa thu, thì rất là nhiều quý vị đã sẽ gặp cái vấn đề về bệnh flu, bệnh cảm, cúm. Thì đây là một trong những cái dịp mà quý vị có thể đến, bởi vì nếu mà quý vị không có bảo hiểm hoặc quý vị có bảo hiểm mà chỉ trả một phần đó, quý vị đi ra flu shot của quý vị phải trả tiền thì nó cũng phải mấy chục đồng. Thì nhân dịp này mang con em đến đây chơi, quý vị có thể có được cái flu shot này miễn phí, thì đó cũng là một trong những cái dịch vụ mà mang lại lợi ích cho cộng đồng của mình. Cho nên mong quý vị nếu mà mình quan tâm thì mình có thể đến để mình nhận được cái flu shot đó, cái dịch chính chích ngừa cảm cúm.
Mà khi mà nói tới vấn đề mà làm flu shot á, nhiều ông bà lớn tuổi hay nhiều cô chú nhiều lúc cũng muốn đi mà không biết sắp xếp nên đi như thế nào, nhưng mà cũng nghĩ thôi mình chưa bị bệnh thì cũng không cần phải chích đâu. Nhưng mà người ta nói là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Cho nên hôm đó các quý phụ huynh nào hay là ông bà có muốn chích flu shot miễn phí thì hãy dẫn con em mình tới, vừa được chích flu shot mà còn cho các em còn được thưởng thức một chương trình trung thu rất là hấp dẫn. Kính thưa quý vị, đó là 100 mũi flu shot do Walgreens bảo trợ. Thì ngoài ra chúng tôi còn có văn phòng Hope Clinic cũng sẽ bảo trợ các dịch vụ như sau. Hope Clinic sẽ tặng phiếu xét nghiệm viêm gan siêu vi BC trị giá ở ngoài là 600 Mỹ Kim cho những ai mà không có bảo hiểm và chưa từng xét nghiệm bao giờ. Ngoài ra Hope Clinic còn sẽ tự giúp quý vị tư vấn và ghi danh nếu mà quý vị muốn cho con em đến khám well trial tại Hope Clinic. Và ngoài ra là họ còn sẽ mang máy kiểm tra BMI. Và khi mà Đan Trang biết là khi nói BMI thì họ sẽ tư vấn cho mình xem chiều cao như vậy, cân nặng như vậy có phù hợp với mình hay không. Và họ cũng có chuyên gia tư vấn dinh dưỡng ngay tại chỗ. Và ngoài ra họ còn giúp quý vị xin các dịch vụ bảo hiểm như là Medicaid, WIX và CHIP. Và còn tặng cho quý vị phiếu xét nghiệm máu thử thai miễn phí. Và đó là các dịch vụ mà Hope Clinic sẽ cung cấp cho quý vị trong chương trình Tết Trung Thu. Và khi nói về Tết Trung Thu thì mình không thể nào mình không nói tới một chương trình văn nghệ. Bởi vì thiếu nhi là phải có văn nghệ, đúng không? Đúng rồi, nãy giờ nghe nói thì một chương trình là quá sâm tù quý vị. Đến được ăn, được quà, được chơi, rồi được lo về cái sức khỏe. Và đặc biệt thì các em cũng sẽ có được thưởng thức một cái chương trình văn nghệ mà ngay cả người lớn mình cũng rất thích những cái tài múa hát của các em. Rất là dễ thương trong những cái bộ quần áo mà đặc biệt cho Trung Thu. Thì chúng tôi được biết hiện giờ thì có là các em thiếu nhi của chùa Bửu Môn nè, và nhóm Tuổi Ngọc nè, cũng như là các em có những tiếng hát trẻ như là Như Minh, Minh Tâm. Và đặc biệt thì quý vị thấy là nói tới Trung Thu thì như là Thùy Trinh là người Bắc thì biết là người ta gọi là múa sư tử, nhưng mà bây giờ đó thì gọi là múa lân. Thì quý vị thấy là phải có cái đó rồi để mà gọi là đúng Trung Thu. Khi mà nói tới Tết Trung Thu thì năm nay Ven TV cũng có được sự giúp đỡ của đoàn múa lân của chùa Linh Sơn. Và Thùy Trinh cũng xin bổ sung thêm các tiết mục văn nghệ ngoài những nhóm thiếu nhi mà chị An Trinh vừa nêu ra thì còn có trường Missy Dancing School là một trường múa rất là nổi tiếng ở thành phố Houston, đã từng tham gia America's Got Talent mùa thứ 8 và cũng sẽ tham gia một vài tiết mục để góp vui cho chương trình. Và ngoài ra còn có bé Mai Trâm là con của ca nhạc sĩ Hoàng Tường. Khi mà nói tới tiếng hát của bé Mai Trâm thì chắc có lẽ là cũng không xa lạ gì với cộng đồng của chúng ta. Và còn một tiết mục, hai tiết mục rất là đặc biệt nữa, đó là sự tham gia của bé Bảo Trân. Bé Bảo Trân sẽ múa lụa và múa thể hình. Hai cái bộ môn thể thao mà Thùy Trinh nghĩ là nếu mà các em coi thì rất là hứng thú. Dạ đúng. Bảo đảm ngồi ở dưới là cứ múa mai quay cuồng rồi câu lại về lại xin bố mẹ đi học. Nhưng mà có bé Thùy Trinh múa không nè? Bé Thùy Trinh này là quá tuổi rồi, không được làm bé nữa không ạ? Nhưng mà chị Thùy Trinh biết không, tại vì em thấy á, như em sống ở Houston cũng một thời gian thì rõ ràng là để mà có được những cái ngày mà có một cái hội, một cái ngày giống hội như, là đêm như vậy, hội đúng là đêm hội như vậy và tập hợp rất là nhiều các em có tài năng cũng như là được huấn luyện rất là kỹ càng để mà đưa ra được cho quý vị những cái tiết mục tăng văn nghệ như vậy á, em thấy không phải là đơn giản và nó không phải là thường xuyên đúng không ạ? Cho nên đây là một trong những cái chương trình mà quý vị không thể bỏ qua được, bởi vì nó rất là đặc biệt và nó sẽ là một trong những kỷ niệm mà đi theo các em suốt cho khi các em lớn lên. Nhưng mà chị Đoan Trang với chị An Trinh biết không, đối với các em thiếu nhi mà khi nói Tết Trung Thu á, thì mong muốn của các em là nhiều lúc các em cũng mơ ước cái đúng mơ rồi. Tưởng đấy được gặp chị Hằng Nga, được gặp chú Cuội, rồi được rước đèn, rồi được phá cổ ăn bánh kẹo. Và quý vị ơi, đương nhiên khi nói Tết Trung Thu thì chắc chắn là phải có chị Hằng Nga với chú Cuội. Và đúng, ai là chị Hằng Nga và ai sẽ là chú Cuội thì bí mật sẽ được bật mí trong ngày 13 tháng 9. Cho nên quý vị cứ dẫn con em mình đến tham gia chương trình thì sẽ biết được ai là Hằng Nga và ai là chú Cuội. Ý là Thùy Trinh nói là Hằng Nga, chú Cuội đang ở đài Ven TV. Đang được quý vị thấy một cái chương trình. Đúng rồi, những cái lòng đen này nữa đúng không ạ? Quý vị thấy một cái chương trình mà chúng tôi Ven TV cũng như là sự bảo trợ từ cái United Healthcare đầu tiên thì quý vị thấy là quá chừng quà. Các em đến đều được nhận một cái lồng đèn như thế này, rồi được quà bánh Trung Thu, rồi 25 em đầu tiên
thì quý vị thấy là cái áo dài này nam mặc cũng được, nữ mặc cũng được. Rồi cái áo tứ thân của các em và một cái áo bà ba của các em rất là dễ thương. Thì và các vị lớn tuổi thì có những cái chương trình healthcare cho quý vị, cũng như chương trình văn nghệ, và ngay cả người lớn chúng ta đến tham dự cũng được ăn. Vâng, chúng tôi cũng có những cái ẩm thực nhẹ để quý vị có thể là lót lòng trong cái buổi chiều hôm đó. Thì quý vị thấy là một sự nỗ lực của các anh em trong Van TV Houston 55.2 khi mà được cô Bích Ngọc cũng như bác sĩ Vũ Bàn đã cho phép để mà làm một cái chương trình Trung Thu gọi là giữ cái nét đẹp văn hóa, cái nét đẹp đặc trưng một cái Tết Nhi Đồng, một cái Tết Trung Thu cho các em mà lẫn người lớn. Tại vì thật sự ra đó, Trung Thu là người lớn mình cũng là một cái thời gian để mà biểu lộ cái tình thân mình. Mình dắt con em mình đi tham gia Tết Trung Thu thì cũng là cái cơ hội để mình hồi tưởng lại những cái hoài niệm cũ. Nhìn con em mình vui thì mình cũng nghĩ lại cái ngày thời gian ngày xưa mình cũng được dắt lòng đèn, cũng được bố mẹ dẫn mình đi. Ai cũng trải qua hết, ai cũng trải qua. Nhưng mà khi mà nói tới chương trình Tết Trung Thu thì mình còn một điều nữa, đó là chị Đoan Trang phải chia sẻ là mình có những trò chơi cho các em nữa. Dạ đúng rồi, Trung Thu thì không thể nào thiếu trò chơi cho các em. Mà khi các em nãy mình đã có những trò chơi gì rồi ạ? Mình đã có mình có bóng bóng, những cái hình xăm nhỏ, mình có lồng đèn cho các em, phát bánh trung thu, mình cho các em chơi cổ, rồi mình cho các em chơi những cái trò chơi cùng với chị Hằng Nga và chú Cuội. Thì đó là những cái trò chơi mà các em phải đến đây cảm nhận được cái không khí và các em cùng chơi, cùng hòa mình vào không khí Trung Thu đó thì các em mới có thể biết được. Giống như là một câu nói rất nổi tiếng đúng không ạ? Phải ăn cái miếng chocolate đó thì bạn mới hiểu được cái miếng chocolate đó nó ngon cỡ nào. Mà Đoan Trang giới thiệu nghe muốn không thèm quá. Nhưng mà để trước khi kết thúc chương trình thì Thủy Trinh cũng có một cái bài thơ vui vui muốn tặng cho chị Đoan Trang cũng như chị An Trinh cũng như các bé. Các bé cùng nghe nhé. Trung thu Tết của thiếu nhi, mong cho các bé BB nhà mình cùng nhau chơi Tết linh đình, thân nhau thắm thiết như mình với ta. Chúc cho các bé nhà ta hay ăn chóng lớn, mãi là bé ngoan. Thì Thùy Trinh cũng xin cho chị thêm câu được không? Câu gì? Trung thu là Tết của chúng mình. Trung thu là Tết của chúng mình, cũng là của đài Van TV, là của tất cả các em thiếu nhi cũng như quý phụ huynh cùng nhau sum vầy, lại cũng giống như chủ đề của chương trình là Trung thu sum vầy 2015, để cùng tạo ra những kỷ niệm thật đáng nhớ. Và quý vị đừng quên hãy dẫn con em mình tới đài Van TV vào ngày Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2015 từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối để cùng tham gia chương trình Trung thu sum vầy 2015. Xin chào và hẹn gặp lại.